Toyota Wigo 2020 nâng cấp ra mắt giá chỉ từ 210 triệu đồng. Toyota Wigo 2020 nâng cấp vừa ra mắt thị trường Indonesia với một số nâng cấp về thiết kế và trang bị Toyota Wigo tại một số thị trường khác còn được gọi dưới những cái tên như Daihatsu Ailer, Toyota Agya hay Perodua Axia. Được biết, Toyota Wigo 2020 tại Indonesia sẽ có các phiên bản 1.0 giờ. 1, 2 giờ, và 1, 2 giờ TAD, mỗi phiên bản đều có tùy chọn hộp số sàn, và số tự động, phiên bản 1, 0 giờ sử dụng động cơ VVTi 10 L3 xi lanh cho công suất 66 mã lực. Tại vòng tua 6.000 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 89 Nm tại vòng tua 4.400 vòng 1 phút, trong khi đó, các phiên bản còn lại sử dụng động cơ Duo VVTi 12 L4 xi lanh cho công suất 87 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng một phút và mô men xoắn cực đại 108 Nm tại vòng tua 4.200 vòng một phút. Thiết kế đầu xe có nhiều thay đổi với cản chức tái thiết kế. Lưới tản nhiệt hình lục giác tách biệt với đèn sương mù. Một số chi tiết thừa thãi bị loại bỏ, khu vực đèn sương mù có tạo hình mới mạnh mẽ và cá tính hơn. Phiên bản 1, 2 giờ TRD có hai điểm nhấn ở viền ngoài lưới tản nhiệt. Màu đỏ nổi bật và logo TRD gắn ở gần cột A. Trong khi đó, đèn hậu có một số điều chỉnh trong tạo hình phía trong. Phiên bản 1, 2 giờ. Và 1, 2 giờ TID sở hữu gương chiếu hậu gập điện và bộ mâm hợp kim 14 inch với thiết kế nan mới. Phiên bản 1, 0 giờ cũng được trang bị mâm 14 inch nhưng có thiết kế khác tạo hình đèn pha, lưới tản nhiệt trên, cản va sau, vẫn giữ nguyên giống như thế hệ cũ. Không gian nội thất của Toyota Wigo nâng cấp có một số thay đổi phiên bản 1, 2 giờ và 1, 2 giờ TAD có màn hình giải trí và hệ thống điều hòa mới, riêng bản 1, 2 giờ TAD cao cấp nhất. Được bổ sung màn hình giải trí cảm ứng và nút khởi động tắt động cơ mới. Ngoài ra, tất cả các phiên bản Toyota Wigo đều trang bị túi khí an toàn kép. Điểm neo ghế trẻ em iSurfix, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân bổ lực phanh điện tử EBD. Giá khởi điểm cho phiên bản tiêu chuẩn 1, 0 giờ số sàn 5 cấp. Vào khoảng 210 triệu đồng. Và cao nhất cho bản 1 2 giờ TDi số tự động 4 cấp vào khoảng 248 triệu đồng, xe có 7 tùy chọn. Màu ngoại thất là đỏ, cam kim loại, vàng trắng, bạc ánh kim, xám kim loại và đen. Nếu tôi đọc nghe không hay thì xin gạch đá cứ bay vào mồm. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.